Chào mọi người, mình là Phạm Hữu Dư ha. Hôm nay thì mình đi quay giùm ông anh. Anh mình là anh Sáu Phi. Một miếng đất ở một cái vị trí cực kỳ đẹp luôn. Một vị trí gọi là rất đắc địa của xã Đá Bạc, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thì mình đang đứng trên con đường liên xã Quảng Phú Phước An ha. Hướng đó là đi về khu công nghiệp Đá Bạc. Thì cách khu công nghiệp Đá Bạc khoảng 2 cây số ha. Còn hướng này thì đi ra ngoài quốc lộ 56, hay người dân hay còn gọi là ngã ba Cô Đơn á, là khoảng cũng khoảng 2-3 cây số gì đó. Thì miếng đất này là nó nằm trên mặt tiền đường này ha. Nó có khoảng 95 mét mặt tiền đường này, và nó thêm hơn 70 mét mặt tiền đường kia nữa. Tính ra là miếng đất này có hai mặt tiền ha. Và theo tính hiện tại là khu vực này, khu vực mặt tiền đường này thì ở đây người ta đã bán khoảng 125 triệu một mét ngang rồi. 125 triệu mét ngang mà chỉ dài khoảng 50 mét thôi nha. Còn miếng đất này của anh là mặt này thì dài tới 98 mét, còn cái mặt kia thì dài tới 70 mét. Thành nữ ra là mình có thể là mình phân lô. Thì phân lô thì mình có thể là phân lô tới 50 mét thôi, còn lại mình khúc dưới thì mình để dành. Tức là tại đất mình hai mặt tiền lận. Thì từ cái điểm đó ha, cái điểm hàng cây nè. Công ty thức ăn gia súc à. Công ty thức ăn gia súc. Đâu anh? Đây. Đây là nguyên công ty lớn ha, công ty thức ăn gia súc. Đây. Nói chung mọi người, nếu mà mọi người mình thấy mình quay xung quanh đây, khu này rất là đẹp ha. Đây. Cách đây 500 m là hồ Đá Bàn. Hồ Đá Bàn. Hồ sinh thái ha. Đây. Phía mình đây thì một cái nhà yến. Nói chung thì cái miếng đất này thì nhìn sơ qua thì có thể mua về để kinh doanh ha. Một là phân lô mình bán, hai là mình có thể là mình mở doanh nghiệp, doanh nghiệp hay là nhà xưởng thì rất là phù hợp ha. Tại vì đây cách khu công nghiệp Đá Bạc có 2 cây số thôi. Và cách dự án siêu dự án của Vingroup với 800 hecta thì đi đường này ha, cách khoảng 1 cây số thôi. Đây cái đường này thì đi xe vô bệnh viện Tâm Thần Bà Rịa nè, với lại trường cấp 2 cấp 3 Nguyễn Quang Ngô Quyền. Thì đường này là cũng xe hơi đi thoải mái ha, chung hai đường đều lớn. Đường này 5 mét. Đây thì mặt tiền này được 70 mét mọi người ha. Đối diện mình là nhà yến, khu sinh thái nè. Người ta đang cũng đang xây khu sinh thái nghỉ dưỡng nè. Nói chung là đất ở khu vực này thì đa số là những người có tiền, người ta đổ về đây, người ta mua để mà lập trang trại, lập khu sinh thái. Đây, nó dài xuống tới đây. Tới cái Mỹ đây đúng không anh? Đây là vô bệnh viện Tâm Thần. Dạ. Thì cái đường này đi khoảng 1 cây số là tới bệnh viện Tâm Thần. Cũng là cái dự án của Vingroup luôn. Nói chung cái dự án này là đang trong quá trình khảo sát và sẽ thực hiện nha mọi người. Nói chung là nó tiềm năng sau này. Còn tin hay không thì mọi người. Tới đây đúng không anh? Tới thẳng vô. Thẳng vô cái hàng cây. Tới cái cây. Cái cây đó. Thẳng rồi tới cái 4 cây đó. Đất mình nhìn chung thì cũng khá là vuông vức ha. Ở đây nè, ở đây đang xây dựng. Nghỉ dưỡng xây biệt thự. Đây. Suối bao xung quanh. Thì bên hông mình cũng đang làm khu sinh thái này, họ trồng, họ đang trong quá trình là hoàn thiện ha, nó trồng cây nè, trồng cây. Mà để mua này mùa khô cho nên là nhìn nó hơi khô khốc. Đây. Miếng đất này thì nó có sẵn 300 thổ cư nha mọi người. 300 thổ cư và nó quy hoạch đất thổ cư đến là hơn 3.000 mét lần, cho nên là mình có thể là thổ cư tối đa là khoảng hơn 3.000 nha. Miếng đất này thì đó. Phía đối diện mình là công ty thức ăn gia súc. Cái đất này thì đã có chứng chỉ quy hoạch luôn nha mọi người, cho nên yên tâm ha.
tiền. Bên hồi nãy mình coi lá bàn thì đó là thuộc hướng đông nam nha mọi người, hướng đông nam đây. Thì mình có quay dùng flycam quay một đoạn từ nhìn từ trên cao để quay toàn cảnh miếng đất mình ha. Đây hai mặt tiền ha, đây chỗ xe hơi bình đậu này, góc hai mặt tiền. Đường này là đường Quảng Phú Phước An nha mọi người. Còn đây là con đường Phối Đá đi thẳng vào bệnh viện tâm thần. Phía đối diện là đang làm ở khu nhà yến sinh thái mọi người ha. Bên đây là có suối, bao quanh suối này rất là đẹp ha. Phía đối diện đây, phía đối diện đất mình họ đang làm khu sinh thái ha, nhìn từ trên cao rất là đẹp. Đây còn bên đây là đằng sau đất mình ha, đằng sau đất mình. Còn đây là ở ngay trung tâm đất của mình đây ha, bằng phẳng đẹp. Mặt tiền đường đó. Phía đây là hồ đá bàn mọi người ha, để nhìn thấy là mọi người sẽ thấy đồ đá, hồ đá bàn ở đây đó. Đây con đường này đâm thẳng vô bệnh viện tâm thần trường cấp 3 Ngô Quyền. Đây cái đất mình đây ha. Thật sự là ở trên con đường này thì cái miếng đất mình là sở hữu vị trí rất là đẹp ha, nâng cấp hai mặt tiền đường gần như là đẹp nhất ở khu vực này rồi. Như là miếng này cũng hao tiền, chung là miếng bên hông mình khu rất là đẹp. Rồi bây giờ thì từ đất của mình sẽ đi về hướng quốc lộ 56 ha, cách quốc lộ 56 khoảng 2 cây số, hướng ngược lại là đi về khu công nghiệp Đá Bạc nha mọi người. Qua cái chỗ đá ba chồng, qua đá chồng nó lên đó, thì là nhìn bên kia là hồ Đá Bàn nha mọi người. Cách hồ Đá Bàn là khoảng 500m từ đường này đi vô nè. Đây mình đứng ở đây là mình nhìn thấy hồ Đá Bàn luôn nha mọi người đó. Ở đây thì đa số dân có tiền là người ta mua đổ gì mua đó nhiều. Rồi thì đi khoảng như mình nói ha, đi khoảng 2 cây số là tới quốc lộ 56 ha. Đây trước mặt mình là quốc lộ 56 mọi người ha, dân địa phương đây gọi là đây là ngã ba Cô Đơn. Đây cơ bản nè, một hướng về trung tâm huyện Châu Đức thị trấn Ngai Dao, Bình Ba. Còn hướng ngay trái là đi về thành phố Bà Rịa mọi người ha. Ở đây cách biển Vũng Tàu cách biển Long Hải là khoảng chừng 20 cây, Vũng Tàu 30 cây, 30 cây. Hướng đó đi về Ngãi Dao, đi về Bình Ba. Bình Ba thì có cái dự án lớn thì chắc mọi người cũng biết rồi. Đây còn hướng này về Bà Rịa mọi người ha. Rồi cái gì lát nữa mình về mọi người cho mọi người xem cái vị trí đất ha. Còn sổ thì sắp ra sổ rồi cho nên mình chưa có sổ để quay cho mọi người. Rồi bây giờ thì mình sẽ cho mọi người xem cái sổ hồng của cái miếng đất này ha. Thì miếng đất này nó có tổng cộng là 2 sổ, một sổ sổ lớn ha. Đây sổ lớn đây, thuộc xã Đá Bạc, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Sổ này thì diện tích của nó là 8.174 m2, có sẵn 300 thổ cư rồi nè. Sơ đồ thửa đất ha. Thì cái miếng lớn này á thì đây hiện rõ hai mặt tiền đường ha, quãng đường một mặt tiền là Quảng Phú Phước An, mặt tiền đường này là 95 m, còn đây thì xuống tới đây là khoảng 71 m ha. Thì nhìn trên sổ thì mọi người thấy nó sẽ bị khuyết một khúc đây ha, bị khuyết một khúc đây. Thì cái sổ tiếp theo nó sẽ đắp cho cái khoảng khuyết này, nó làm cho miếng đất mình nó vuông. Đây sổ ra đây chỉ có 208 m2 thôi. Đó, nó một cái góc ha, cái góc này nè.
nó sẽ đắp vô cái phần khuyết ra ha, nó sẽ làm đất nó vuông vức. Thì tổng cái đất này thì là khoảng gần 8 sào rưỡi ha, gần 8.000 m vuông. Ở đây, đây là cái tờ sơ đồ vị trí trích lục bản vẽ ha, nó thể hiện đầy đủ luôn cái miếng đất tổng miếng đất mình ha. Thì miếng đất mình thì nó sẽ nó hai mặt tiền cho nên là nó sẽ mở rộng được, thì nó sẽ quy hoạch khoảng 750 m² để mà mở rộng đường ha. Sau này đất mình hai con đường này sẽ rất là rộng nha mọi người. Thì nó quy hoạch tổng thể là có khoảng 3.222 m² là quy hoạch ở nông thôn. Còn đây là phía sau mình nó sẽ quy hoạch đất trồng cây hàng năm ha, là khoảng 4.000 m. Cho nên là mình sẽ lên tối đa là 3.200 m² đất ở nông thôn ha, là hữu cư á. Đây mặt tiền đường mình, đường Quảng Phú Phước An, trên đường này nó sẽ mở rộng ha, nó sẽ mở rộng vào đây ha. Đó. Đây nó cứ đi rõ luôn mọi người ha. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ chỉ mọi người cái vị trí của miếng đất này trên bản đồ vệ tinh để mà dễ dàng hình dung ra nó ha. Đây miếng đất mình nằm trên mặt tiền đường Quảng Phú Phước An đây. Góc hai mặt tiền đây, mặt tiền lớn với mặt tiền đường này ha, là nó bao quanh nè, nó như vậy ha. Thì cái mặt bên đây thì là khoảng 790 mấy mét, mặt này thì khoảng 70 mét ha. Thì đối với miếng đất này thì mình có thể bán phân lô bán mặt tiền đường, phân lô khoảng chừng 10 mét gì đó, cái mình phân vô khoảng 50 mét thôi, thì mình sẽ còn được dư ra. Đó, dư ra cái phần này nè, đó thì mình phải tận dụng được nguyên cái khúc đằng sau này để làm ở việc khác. Còn mình bán chung là mình phân lô bán ra thì coi như là lấy lại vốn cái phần này nè. Đó. Thì đó là cái đối với những người mà muốn mua kinh doanh phân lô bán nền. Còn nếu mà ai muốn mua một trọn vẹn miếng này để làm kho xưởng hay gì đó sau này thì rất là tiềm năng ha. Tại vì sao? Tại vì nó nằm ở một vị trí rất là tiềm năng. Đó. Đi vào đây dự án của Vingroup là nó sẽ lấy tất cả toàn bộ cái phần đất cao su của nhà nước đây để làm dự án ha. Thì nói chung là cái dự án này á là có thật cho mọi người, nhưng mà nó sau này tức là nó tập đoàn Vingroup đang gọi là đang khảo sát, tại vì khu đất này nó rất là tiềm năng, nó nằm ở ngay trung tâm của huyện Châu Đức luôn ha. Đây là thị trấn Ngãi Giao, thị trấn Ngãi Giao trung tâm của huyện ha. Còn đây là xã Bình Ba, còn bên đây là xã Đá Bạc, một vị trí. Và đây thì như mình nói thì cái hướng này đường này đi khoảng 2 cây số là đụng khu công nghiệp Đá Bạc mọi người ha. Đây khu công nghiệp Đá Bạc với quy mô cũng rất là lớn ha. Đây đó. Và cũng đi 2 cây số thì sẽ ra đụng ngã ba Cô Đơn nè mọi người, thấy không, ngã ba Cô Đơn là quốc lộ 56 nè. Đó. Và từ đây thì cách thành phố Bà Rịa khoảng chừng 7 cây số ha. Đây. Thành phố Bà Rịa. Đó. Khoảng chừng 7-8 cây số. Và Hồ Đá Bàn nè mọi người. Đó. Miếng đất mình cách Hồ Đá Bàn là khoảng 500 mét thì trên đường đi thì mình có hướng dẫn mọi người, mình có chỉ mọi người xem á, là cái hồ này nè. Đó. Rất là rộng ha. Rất là đẹp. Thì từ vị trí này thì mình đi biển cũng gần mọi người ha, cách biển Long Hải khoảng chừng 20 cây thôi. Hồ Cốc, Hồ Tràm thì cũng khoảng chừng 30 cây, Vũng Tàu thì khoảng 30 cây ha. Đó. Rồi từ đây thì về thành phố Hồ Chí Minh để mình gọi thử nha. Đúng 90 cây. Đúng 90 cây là đi về phía trung tâm quận 1 và 10 ha. Thì mình đi từ thành phố Hồ Chí Minh thì mình đi quốc lộ 51 thì mình rẽ vô đi đường Phú Mỹ ha. Đó, rẽ vô đường Phú Mỹ Tóc Tiên nè. Mình xong rồi mình quẹo qua HG Tóc Tiên rồi mình đi đường số 1 ha. Đường số 1 này hay còn gọi là đường Phước Tân Hội Bài. Đi thẳng đường này là mình sẽ đi qua khu công nghiệp Châu Đức nè, cánh đồng cụ Suối Nghệ á, rồi tới vòng xoay Suối Nghệ, hai vòng xoay này ha, thì mình sẽ quẹo qua quốc lộ 56 hướng về thành phố Bà Rịa. Thì tới ngã ba Cô Đơn thì mình đi vào khoảng 2 cây số là mình tới đất ha. Nói chung là vị trí rất là dễ đi. Nếu mà anh chị của chú mình có sử dụng bản đồ Google Maps thì mình có thể gõ ngay ngã ba Cô Đơn nè,
Đó, từ ngã ba Cô Đơn này thì mình quẹo vô đi khoảng 2 cây số là thấy đất mình. Đó. Rồi thì mình đã nói sơ sơ qua về cái vị trí của miếng đất này ha. Thì anh chị cô chú nào mà quan tâm, thật sự quan tâm một cái miếng đất tiềm năng thế này thì cứ alo trực tiếp cho chủ đất ha. Thì mình có để hai số điện thoại luôn ha, của chủ đất ở ngay góc phải màn hình xuyên suốt video này. Đó, thì mọi người có thể là mình liên hệ trực tiếp với số điện thoại này để mà có thể xem đất cũng như là thương lượng giá cả ha. Rồi, cảm ơn cả nhà đã xem video này nha.